một phút giây mà chẳng biết có họ đang tới. Không buông lơi thì còn cuộc đời, biết đâu mọi người thành công chưa, không chờ đợi người ta tới đây. Gotta be quick. Mám vô gì đồ đi cho nó mám chà. Mày về nói anh Phan á, về Việt Nam chém nó xấu quá. Trời ơi. Ông đang ngủ. Quay quá. Mau lại đi. Quay đi. Quay đi. Chi. Mày để cha. Gì? Ấm to. Bơi cảnh chùa à, chùa đốc Cà Mau này kia kiểu cảnh đầu tiên mà tụt chùa tấm này mặc chung đỏ luôn rồi kìa. Em phố nha con em ơi, xì bơi dẫn đoàn đây. Sợ quá. Ra lòng chưa? Ra mới ra. Nãy anh em chơi ở trong đó rồi. Em ra. Rồi anh cứ điện thoại lên trường. Chơi. Shit. Để đứng ra nhận cho mình nói là em nhớ đủ. Còn đúng hơn 2 kg. Đúng rồi. Cái sập anh có một cái vỏ. Cái vỏ sắp anh hơi sắp á. Em need to warn man. Em diễn ra là không ai biết chuyện gì này gì ra được hết. Mà đây sẽ là cái MV viral. Tăng cộng rất kinh điên. Kêu thằng bằng kiều nó đâu có về kịp đâu. Ở đây giờ thế bằng cào. Ok nhạc nha. I'ma break this down and put it back to top my You just eat away. Anh em vui đéo buồn ngủ. Anh xài tóc xô mà anh không xài tóc quắn. Quắn xài 2.3 nhưng xài tóc xô 500 chắc ăn hơn. Anh
bắt anh phải ở tù. Yeah, it's just the Bieber of Vietnam. Phải mấy đứa đau đầu á, giỡn kiểu đó ta. À nắm tay. Đó là nó nắm tay không phải đúng như này. Qua đây luôn nha. It's gay. You know. Reset. Lại reset đi mọi người, về chỗ đi. Béo cọp. Béo cọp. Không chưa này. Mực viêm khô me vậy. Tiếp không có ngại ngần. We the mob và mob mình nghe. Kia mình rap. Anh em vô bơm nước vô người đi. Anh em bơm nước đi. Để thế nào bên đây. Em uống nước nè. Anh em đứng nè. Dạng đạp lên tới những cái đoạn sung luôn. Rồi. Nói lại. Nói lại. Yes. Yes sir. Đây vô đây đi Duyên ơi. Bao tao vui là tao vui được rồi. Cái vui được rồi. Cái tao vui là được rồi. Ô não, ô đâu xin máu lạnh trong áo. Ô đâu là sức mạnh, ô lô đức hạnh. Sốc nhiệt, sốc nhiệt. Lại đổ lại đó là trên cây à. Không mình đi ra cho mình để mình sắp thằng cái. Ai không có phần sợ. Không, nãy giờ tại lễ thế trời ơi. Trên nút né đổ qua chưa xỏ luôn á. Phan, nhìn đây nè anh Phan. Em luôn. Giải thoát khá bản, giải thoát khá bản. Chúng ta là những người giải thoát khá bản nhau ơi. Má ra xăm lòng nhầy nhẫm lộn quá. I'm gonna make this dad and gonna make show you what's up. Ờ giao mẹ đi, giao mẹ tiếp đi. Cứ mồi thêm chút nữa. Ê anh ơi, ok anh đi. Em đâu đấm ngang, đấm ngang. Em mệt nhanh chạy. Nhờ đón xem MV của Hồ Diền. Dạ, không dễ tăng động. 30 nha. Là Vion là nó phụ em nữa. Em quay cái lỗ mũi nè Vion. Push talk. Thảo Viễn ơi. Ôi dâm. Ôi dâm. Ôi dâm. Quậy quá. Quậy đi. Vui lòng liên hệ văn phòng thu âm anh nhờ được. Xin cảm ơn. Mình lại vô gì mình em vô. Nghe quậy. Bước tiếp đi. Rồi đâu Dương, ở đó là không cái chỗ mà mình sẽ này song song cái máy này nha. Xếp ngang lại. Ok. Rồi xếp bằng xuống. Rồi xếp bằng rồi đẹp xuống đất luôn. Lấy cái cây này ra chừng đâm vô đít à. Đơn giản hơn cái thôi. Ờ, để anh em cứ xách cái. Đúng rồi, khỏi quá. Từ từ á. Xếp bạn đó. Xếp cái này mệt lắm đó nha. Gọi anh Daddy, gọi anh ông chủ.
Mà má đổ liền, dở liền, gọi mình Vũ. Cái gì bóp bóp vậy? Không chó ngoài anh sủa anh chạy ra xem. Dạ có, bây giờ dính cùng mình nha nè. Nha. Anh không chơi lại lần hai. Số 8 xích bài anh. Ok cắt. Xích bài cắt. Cố lên em ơi, cố lên. Cố lên em ơi. Mà thầy cố gắng quá. Hai đứa bên em ơi, đẹp lắm, đẹp lắm. Á, gồng chống mặt. Trời ơi. Vui vẻ ơi anh trai ơi. Ké ké này, lo mày ké này, lo mày ké nè. Chỉ cảnh ba phải hợp đua, tay đó bạn. Một ba đua. Rồi đây, em nhìn anh tổ chức. Hai, ba. Một, hai, ba. Ba dở. Chém thôi. Dạ, dạ, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Cái lồn má cái đồng gì vậy? Bại quá. Lồn. Chồng ngang đồ kìa. Có hát không? Có hát không? Ok nha. Tao lên nha, tao lên. Go. Dạ chị lên. Dạ chị lên. Dạ sơ. Lắm rồi, tao lên, tao lên. Hôm nay ông sẽ đến. À. Thằng lồng quay phim. Đâu rồi, đâu rồi. Không nhỏ vậy. Đây, phôi vào ai. Anh em chuẩn bị đi, tập trung vô đi. Mày quá. Má chạy. Cái gì vậy? Má mỏng dây. Thằng chuyện nó lồng. Nhìn dây luôn. Ê, lấy cái tủ nó chụp hình nè. Đúng rồi, vô anh. Rồi, ê. Murder hip hop trong tôi là gì vậy? Tại đó là mày. À bây giờ vô đây với bạn ơi. Yeah. Đây. Ở đây. Dành tặng cho Lê Căn Trường một vài lời khen quý anh lắm nhưng bên này không có. Tôi nói cho má tôi biết tao mua cặp loa 4.6 với lại cái máy lạnh 4 triệu và tao sẽ mở rộng vô ở bên Bình Thạnh. Ok. Tao yêu em mày. Cái nữa cái yêu em mày. Tao yêu em mày. Maria Kusalov. Tất cả đều là vợ tao thôi. Vô Thủy Tiên. Yeah đúng rồi. Vợ em. Rồi máy chạy nè. Lồng lên. 2, 3 diễn. Đập. Đúng rồi. Ok. Tụi con chạy cho con. Đúng rồi. Em ở đây đi con. Phải quá ta. We the mob, mob bình he. Đây. Chiều nay có mấy anh em dancer lên không? Em là dancer. Đó. Ủa phát, chạy 5 tiếp. Yes sir, keng. Yes sir. Dạ, dạ, trà sữa có ke. Dạ, trà sữa là sô-cô-la mới chịu nha. Uống trà sữa khác nha. Chào chào. Chào chào đi, chào chào, giọng đi. Ai nhỏ đi, đi bộ đi. Nha. Em mà lấy là đấy. Mấy người lấy nhau. Để tập trung tay dạng xe tơ hình rồi anh coi.
Mấy thằng quấn mình này. Đừng có đụng vô con ghẻ của tao. Tránh sự con ghẻ tao ra. Đi rồi. Anh ơi, chắc là mình ghét hơn. Cái heo. Cái gì? Em nghĩ là bị nhét vô là cái cặp vô nguyên tu bộ đi hai xe để cái đội này là khách đó là do đi chạy tự anh em có gì ra đứng lại cái gì vậy cái tài hôm nay nó cũng thẻ nó để xíu thì không hiểu rồi qua nãy shop thẻ nó qua thẻ không thể nhớ rồi. Cái bóp nó vậy ok, cái là tiếc, okay đó. Thử nó ok luôn, nhưng mà do vậy đập xuống á, cái là nó mất thời nhớ luôn, nó lăn ra luôn. Ai còn xem xin nút lửa nó kìa chứ mà đó. Thì đụng mà ai đi qua em đó, anh đã nói rồi, nói trước từ đầu nó cần em rồi, ai đi qua em ok, anh làm hết, nhưng mà phải kiểm tra tất cả mọi thứ. Cái này nó cầu nếu mà không lại lại dễ ra những cái tình huống như vậy đó. Nói em bao nhiêu lần là em mỗi lần nói em cứ nghe, em cứ điện mẹ đéo chịu hiểu. ID là một phần mà thực tế nó được làm hay không nữa, rồi có những cái chi đảm bảo đó nữa, đúng không? Anh nói từ đầu là với cái cảnh nước đi, em cứ kêu quay lại đi, nhưng mà tới đây đủ mấy hết 10 bạn quay thì tốt được bao không? Thì không quay được, đó là thứ nhất, em không check cái hồ nó có cái gì đó, không quay được cái thứ hai. Ví dụ như vậy đó, nghiệm lần sau là rút kinh nghiệm. Cái này mà cầu né mà không là có thể dễ thành những cái thùng như vậy. Đây có thùng ra chưa? Có, mà đá nó này cũng nha, nó trường rồi. Dễ đi. Mày quên chó. Thôi. 1 2 3 cũng luôn. Rồi ok. Hai mấy cái luôn về không? Mà dầm hai ngáo vô. Anh ơi, cái kia nó chửi này cặn lỏ rồi không đúng. Đúng chút rồi. Đánh này à. Một set quay khoảng bao nhiêu tiếng rồi? 9 tiếng. 10 tiếng. Quá mệt mỏi, lần đầu tiên đi qua thêm mệt đi. Đó, DJ. 1, 2, 3. Cặt. Đồ mâm vô. Đồ đĩ cho nó mềm. Mày về nói anh Phan á, về Việt Nam chém nó xấu quá. Trời ơi. Nó nè, quay nằm nó là trời. Dạ, thì đi qua là 2.000 đô ngày nha. Rồi. Thử đúng rồi, đứa bên kia đứng 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 ở quấn sơ tí nữa lộn ta à, ừ. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Má chăm cho nó mình thằng lòn này nó hút thuốc luôn mà gan cái lồn nó ngầu quá ngầu quá ừ lên thôi nè lên xin chặt rồi.
bình thường đúng không? Nhiều quá. Rồi. Đây. Trời đang đem rơi mà nó là mày kéo cái áo đi luôn em. Đâu không? Cái áo là cái cổ nha. Đà. Ủa không, bịt cái mặt này đó. Đó, đó, đó. Đó, đó. Khoan cho đi cái mặt này á. Hay luôn á. Này, đố gấu, nhảy ra đúng. Ra bên này, ra mặt đốt trước cái chân thôi, đừng nhiều quá. Ừ, từ. Được. Oh no, đánh mơ đi no, quốc mơ đi no, đánh giới trăm bồ, công cha như chiếc xì bo, nghĩa mẹ như chiếc em trụ 80, một lòng tờ mẹ kính cai, còn chữ hiếu mới là xì bo. Ra đường anh cao, anh cho chơi vậy mới là đàn em rốt mặt mà xôi, em nghe anh như... Đi quay. Đâu rồi? Đi quay mà, diễn gì? Nó chụp tấm hình đi, nó quay. Tới lớp 5 mày đập bồi đến lớp 7 mày đập bồi tới lông lộc thì con mẹ nó con mẹ. Dạy nè, dạy nè. Là lễ cái bình. Cái gì vậy mà anh trộm nhìn giống không giống ơi đọc đôi môi không cả có những tình trộm mà y chang nhờ bộ phận editor ghép hình Spider-Man Spider-Man We the map. We the map. Uncle.